Thưa quý vị, trong hơn 100 đề tài vừa được vinh danh tại cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2022, Long An có một tác phẩm xuất sắc đạt giải ba, đó là mô hình thanh trượt cho người khuyết tật lên xuống cầu thang của em Tạ Quang Mẫn, học sinh trường tiểu học Tân Phước Tây ở huyện Tân Trụ. Mời quý vị cùng gặp gỡ tác giả qua phóng sự sau để hiểu hơn về thành tích của cậu học trò nhỏ này. Chúng ta sẽ bắt đầu là cái cầu thang trước ha, cho cái thanh trượt cái này lên. Coi thầy, cái thanh cắt từ này để mình cắt ra, tiếp tục mình nói thêm tiếp ha. Vì ở trường con thấy những bạn học sinh bị tật, bị liệt hai chân lên cầu thang rất khó khăn, nên con đã nghĩ ra ý tưởng làm bậc thang cho người khuyết tật. Với suy nghĩ ấy, em Mẫn đã tìm đến giáo viên của nhà trường để cùng nhau hiện thực hóa ý tưởng của mình. Tuy chỉ phụ thầy những thao tác đơn giản, nhưng khi triển khai mô hình, em Mẫn đã có những sáng kiến rất hữu ích cho mô hình vận hành hiệu quả hơn. Trong quá trình thực hiện là con làm mấy tấm gỗ vào và dán keo để làm cầu thang. Và thầy đã chỉ con làm để làm được những cầu thang đó. Cái sẽ có một cái bệ cho cái người đó đứng lên, rồi sau đó có công tắc điều khiển trên cái bệ đó luôn để nó cho bạn học sinh nó dễ dàng điều khiển. Làm thì bé có đưa ra một số cái ý tưởng rất là hay, giống như là ví dụ mình đang đi giữa chừng mà các bạn đó thấy chướng ngại vật hay gì, hay các bạn nào đi xuống sẽ đụng bạn đó nên mình phải dừng như thế nào, thì bé đưa ra ý tưởng là nên có một công tắc dừng khẩn cấp. Thấy bé rất là sáng tạo trong cái việc khoa học kỹ thuật này. Và để có được tác phẩm mang nhiều ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng như thế này, em Mẫn còn được sự động viên và khích lệ to lớn từ phía gia đình. Thường là từ nhỏ là bé đã hay khám phá những cái lạ lạ trong tự nhiên hay là trong học tập của bé vậy đó. Thì trường phát hiện là bắt đầu là tạo điều kiện cho bé ở nhà trường cũng như là cha mẹ hay là thầy cô của bé đều ủng hộ để giúp cho bé để mà thực hiện được cái ước mơ của bé. Mang tâm niệm luôn sống vì cộng đồng, do đó ngoài ý tưởng này, em Mẫn còn nung nấu thêm nhiều sản phẩm khác để giúp ích được cho đời. Đây quả thật là tấm gương sáng để các em học sinh khác noi theo. Ngoài cái mô hình cầu thang này, con còn nghĩ thêm thiền đi ra bờ biển nhận cứu những bạn học sinh bị đuối nước. Nhân cái cơ hội này cũng như cái dịp này để phát động cho tất cả các em, có nghĩa là chúng ta tham gia trong cái năm học, đặc biệt là năm học 23-24, để các em có nghĩa là những cái mô hình là giúp cho các em sáng tạo, nó ứng dụng trong cái thực tiễn của cuộc sống. Ngoài được vinh danh tại cuộc thi toàn quốc, thì mô hình thanh trượt cho người khuyết tật lên xuống cầu thang của em Tạ Quang Mẫn còn đạt được giải nhì tại cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Long An năm nay. Những thành tích này không chỉ khơi gợi niềm đam mê sáng tạo của em Mẫn, mà còn đồng hành hỗ trợ em trong việc thực hiện những ước mơ, ý tưởng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.